a à, chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại buổi nhận định thị trường cùng với Finasac. thì à, tối thứ ba hàng tuần, Phát sẽ cùng với các anh chị và các bạn mình cùng điểm qua những cái thông tin, những cái sự kiện chú ý thị trường và cùng đưa ra những cái kế hoạch, những cái cái nhận định về những cái cổ phiếu mà sẽ giao dịch được trong tuần này thì uh, nội dung tuần này chúng ta sẽ chú ý buổi video này chúng ta sẽ chú ý đầu tiên á sẽ nói về uh, những cái sự kiện những cái thông tin uh, thị trường chú ý trong những ngày vừa qua và và những review về những cái thông tin và những cái diễn biến của thị trường trong và ngoài nước á, tác động đến thị trường cái thông tin thứ hai thì chúng ta sẽ cùng uh, nói về uh, xu hướng của VNDES với với cái 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 chủ đề cái cái yếu tố mà ta quan tâm chúng ta quan tâm đó là dòng chứng khoán và ngân hàng hiện tại đã có trở lại hay chưa sau một cái cái giai đoạn là giảm và đi ngang kéo dài thì uh, nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng về cái việc là lãi suất đạt dần đạt đỉnh thì nhóm chứng khoán và ngân hàng cũng đang dần thu hút dòng tiền lại thì liệu là nhóm này đã thật sự trở lại hay chưa và thị trường sẽ xu hướng như thế nào đó là làm cái nội dung thứ hai mà chúng ta cùng trao đổi và cái cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng review và update cái danh mục những cái cổ phiếu mà chúng ta đã cùng à trao đổi vào những cái video lần trước và cùng review xem là những cổ phiếu này có những cái điểm những cái cái vùng nào có thể tham gia giao dịch được hay không thì đó là những cái nội dung mà chúng ta cùng nhau à, thảo luận và trao đổi ngày hôm nay đầu tiên thì nói về tình hình thị trường thế giới thì mọi người cũng nếu mà mọi người xem đọc báo cáo và tin tức hàng ngày ấy, thì cũng thấy nhiều những cái thông tin về liên quan đến cái hệ thống ngân hàng lo ngại về sự bất ổn của ngân hàng người mới đây nhất thì cũng uh, cũng có một công ty chứng khoán với cái việc là với cái vốn là mua mức là khoảng 7.000 tỷ đô thì cũng đang trao đảo và có những cái những cái rủi ro uh, liên quan đến rủi ro liên quan đến hoạt động của của công ty chứng khoán này và trước đó thì tuần trước thì một ngân hàng ở đức thì cũng đã lo ngại về cái việc là là, là là có những cái sự bất ổn xảy ra khi mà cái chỉ số và hợp đồng hoán đổi rồi tín dụng đã tăng tăng đột biến thì dẫn đến là cổ phiếu này của ngân hàng này giảm điểm mạnh thì trước đó thì cũng có nhiều cái 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 sự kiện ảnh hưởng như là ngân hàng thị sĩ hay là à, một cái ngân hàng credit uh, xui hoặc là trước đó là scb thì cũng tạo cho cho cái thị trường tài chính có những cái lo lo ngại và những cái sự bất ổn nhất định à, thì um, cá nhân mình đánh giá về việc này thì thật ra à? thì uh, nếu mà nhìn về góc độ tích cực hơn thì có thể là những cái thông tin này nó sẽ tạo những cái tâm lý bất ổn nhưng cũng trong uh, song song với đó nó cũng là sức ép lên cái về cái hoạt động những cái liên quan đến chính sách lãi suất của phép trong thời gian tới và khả năng cao thì thì nếu mà tình hình bất ổn này thì Fed sẽ không tăng lãi suất nữa và, và và, kỳ vọng á, thì hiện tại là tối đa thì có thể là ngày kỳ review lãi suất tiếp theo á, thì có thể là tăng 0,25% và nếu mà kịch bản tốt hơn thì đã đạt đỉnh ở kỳ review vào tháng 3 lần này rồi à, là vừa rồi và và những thời gian tới sẽ giữ nguyên lãi suất hoặc là giảm bất cầu giảm dần lãi suất đó là kịch bản mà về cái ngày mà gọi là thời gian đạt đỉnh lãi suất của đỉnh lãi suất tạo đỉnh cũng đang rất là gần rồi cho nên là nhà đầu tư bắt đầu có những cái kỳ vọng và thị trường chứng khoán thì luôn luôn là cái phần thị trường của kỳ vọng và đi trước à, trước cái 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 thông tin à, chính thức được công bố thì đó là, là những kỳ vọng hiện tại của nhà đầu tư trong thời ở thời điểm hiện tại <laughs> Còn về xu hướng thì chúng ta cập nhật về xu hướng của chỉ số uh, Dow Jones thì Dow Jones trong uh, chỉ số uh, Dow Jones thì cũng có sự sau khi giảm điều chỉnh thủng cái nền 32.500 điểm á thì cũng đang có những hồi phục và vá lại nếu mà trong một hai phiên bước tới tăng trở lại trở lại cái vùng từ 32.500 đến 34.300 thì sẽ là một cái yếu tố mà đâu đó sẽ tác động tích cực về mặt lạc quan hơn về tâm lý nhà đầu tư uh, của nhà đầu tư hơn và long lo ngại về những cái sụp những cái đợt sụp lớn của thị trường thì đó là những kỳ vọng và mình cũng đang thiên hướng về cái kịch bản tích cực này ừ. à, giá dầu giá dầu sau khi chủng nền thì cũng đã đã có những cái sự hồi phục và bật tăng trở lại rồi đó. cho nên nhìn chung á thì, thì cơ bản thì những cái cái lo ngại của thị trường tạm thời về liên quan đến lãi suất có thể là sẽ đạt đỉnh rồi và những cái lo ngại vấn đề xoay quanh lãi suất cũng cũng đã lăn xuống và 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 kỳ vọng nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng về cái việc là 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 lãi suất mặt bằng lãi suất sẽ ổn định và dòng tiền sẽ bắt đầu sẽ sẽ tạo đỉnh và bắt đầu giảm dần và dòng tiền sẽ chứng khoán sẽ thu hút trở ngược lại dòng tiền và dòng tiền sẽ sẽ dịch chuyển vào cái cái kênh chứng khoán và và những cái cổ phiếu à, dòng chứng khoán ngân hàng trở lại thì đó là là những cái kỳ vọng hiện tại của thị trường rồi à, ngoài ra thì cập nhật một số cái tin rumor của thị trường về và, và những cái thông tin liên quan đến cái thông tư 16 thì sửa đổi thông tư 16 thì thông tin hiện tại thì chưa chưa có những có những cái dự thảo chưa có những cái nguồn chính thức nhưng mà nếu là những cái sửa đổi về dự ở thông tư 16 này thì được uh, thông qua thì uh, cái vấn đề tiếp theo là liên quan đến trái phiếu của doanh nghiệp á. Uh, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản á, thì thì cho phép là ngân hàng sẽ mua lại trái phiếu của doanh nghiệp và và mua lại thì uh, mua lại những cái trái phiếu uh, doanh nghiệp này và có thể đảo nợ hoặc là là cơ cấu các khoản nợ vẫn đến là giúp cho những doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp bất động sản vượt qua cái 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 bối cảnh khó khăn và ngân hàng cũng không có gọi là bị nợ xấu gia tăng quá nhiều quá mạnh ở, ở ngân hàng thì đó là những cái kỳ vọng của nhà đầu tư <laughs> thì à, đó là những cái thông tin về thị trường còn về về thứ hai là nó về dòng chứng khoán ngân hàng đã có hồi phục như thế nào thì lãi suất thì hiện tại thì cũng đã đã đạt đỉnh rồi thì mình cũng review là cũng kỳ vọng là sau đó là tầm quý 2 tối đa là là tầm quý 2 này là đạt đỉnh nhưng mà chứng khoán đang có những cái động thái tích cực à, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem đồ thị trực tiếp đây chúng ta sẽ xem trực tiếp là đồ thị đây vnindex thì chúng ta cùng phân tích về diễn biến của test trong những ngày vừa qua thì à, mình nhìn khi mình nhìn một cái chỉ số thì luôn luôn mình nhìn cái xu hướng trung hạn trước thì đã thoát khỏi một cái trên điều chỉnh trung hạn ha đã vào cái cái nhịp hồi phục rồi à, qua cái 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 trên điều chỉnh là và vào cái 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 xu hướng này là xu hướng hồi phục tuy nhiên là sẽ dần co và 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 từ từ hồi phục lên chứ không có tăng tăng ngay lập tức liền ở à, trong ngắn hạn á thì à, ngắn hạn hơn á thì có một cái trên điều chỉnh ngắn hạn này thì cũng trong hai ngày đầu tuần uh, trong hai ngày đầu tuần cũng đã có sự bứt phá cái trên ngắn hạn này một người lên đó, vẫn có những cái áp lực bán nhưng mà lên trong sự gian co đó, đi lên vẫn có sự dành co nhưng mà từ cơ bản là đã, thoát khỏi cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn này rồi và cái vùng cản mà trước mắt chú ý đó là nó là lên tới vùng cản qua 1.100 điểm uh, là qua vùng này thì uh, cơ bản thì vẫn đang hồi phục rồi. thị trường hồi phục thông tin những cái cái thông tin thì nó không có những cái thông tin thì nó cũng đã lo ngại lớn nhất về lãi suất nào về cũng về về trái phiếu doanh nghiệp thì cũng đã có lời giải à, lời giải gọi là có những cái để kỳ vọng rồi. cho nên thị trường thu hút cái dòng tiền à, trở lại và có những cái sự động thái tăng giá là chuyện dường như là có cái gì đó nó 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 có sức thuyết phục và nó có hỗ trợ được cái xu hướng này à, hồi phục này Ừ, tuy nhiên có một cái điểm chú ý đó là thời điểm hiện tại là cũng vào thời điểm đó là cuối tháng à, tháng 3 tức là cũng gần thời điểm là kết quả kinh doanh quý 1 của một số cả có kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp rồi và trong theo dự kiến đi thì, thì quý 1 à, năm nay thì sẽ là nhiều kinh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh à, không không có được tích cực lắm và nếu mà theo cái chiều hướng là khi mà kết quả kinh doanh không có được uh, tích cực thì dẫn đến là cái định giá của cổ phiếu khi sẽ hạ định giá cổ phiếu xuống và dẫn đến thị trường có thể sẽ có những cái rung lắc uh, và những cái điều chỉnh tuy nhiên là những cái rung lắc điều chỉnh này thì vẫn nghiêng về hướng đó là cơ hội để mà mà mình mua uh, và gia tăng tỷ trọng thôi còn hiện tại thì về cơ bản thì vẫn có thể giao dịch trong cái biên ngắn hạn thôi vẫn mình xu hướng thì về xu hướng sẽ có rung rắc nhưng về cơ bản sẽ hồi phục và mình chưa có dùng mà riêng đoạn này mình có thể dùng tiền mặt mình giao dịch và tập trung vào những cái cổ phiếu tốt và những cổ phiếu tích cực mà giao dịch hai dòng mà mà tích cực trong những ngày vừa qua đó là là chứng khoán và ngân hàng thì chúng ta sẽ coi một số cái cổ phiếu mà chứng khoán đặt vẫn gọi là dẫn đầu cái nhịp hồi phục thì cái xu hướng như thế nào đây thì uh, VCI là là cổ phiếu mà dường như là trong uh, mạnh trong cái dòng chứng khoán trong đoạn vừa qua đó. Thì thoát khỏi xu hướng giống tương tự thị trường, thoát khỏi một cái cái xu hướng giảm trung hạn nè, vào trên hồi phục và bứt phá khỏi cái vùng cản uh, vùng xoay quay luôn và đi duy trì cái trên hồi phục này như địa tăng của visa cũng khá là 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 ổn khi mà nó vẫn có thể tăng có thể sẽ rung lắc và những cái rung lắc này mình có thể mình gia tăng thiết lập vị thế và mục tiêu mục tiêu mà mình giao dịch hướng đến đó, là quanh vùng 37.000 đồng trong cổ phiếu à, với cái kỳ vọng là những cái cái thông tin lãi suất cũng đạt đỉnh rồi à, và 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 đợt rồi thì cũng có những thông tin về hạ lãi suất điều hành rồi dòng tiền cũng đã bắt đầu thu hút trở lại vào kênh chứng khoán rồi. À, cho nên là và và xác nhận bằng cái phiên uh, bứt phá rồi. Cho nên hiện tại mình có thể cái lạc quan hơn về những cái cổ phiếu dòng chứng khoán cũng như là những cổ phiếu dòng ngân hàng để mình có thể uh, giao dịch. Thì chứng khoán thì mình theo dõi nếu mà cổ phiếu mà được cho là khỏe nhất trong trong uh, trong cái nhịp hồi qua thì mình uh, thấy là VCI là một cổ phiếu rất là khỏe và dẫn đầu. Cổ phiếu nào mà dòng tăng mạnh nhất cái cái phiên mà mà bắt đầu bước phá mà tăng mạnh nhất chồng thì đó là cổ phiếu mình ưu tiên mình giải ngân à, khi khi mà mà giao dịch và VCI cũng là cổ phiếu à, à, trong trong ngành thì vị thế trong ngành cũng khá là tốt rồi à, ngoài ra thì à, hai cổ phiếu mà à, về về chứng khoán và ngân hàng thì hai cổ phiếu mà mình thêm vào cái danh sách đầu tư tên à, là và mình theo dõi và đầu tư trong, trong thời gian vừa qua đó là là stb à, stb mặc dù có dàn co nhưng mà nhìn chung vẫn đây cổ phiếu mà được xử lý nhiều cái vấn đề nợ xấu và dư địa tăng trưởng tín dụng rồi thông tin rất là tốt, tích cực ha ừ, scb thì à, nợ xấu giảm nè thông tin về tín dụng à, về tăng trưởng tín dụng cũng tích cực và, và cổ phiếu cũng duy trì được cái nền giá nó không có giảm sâu à, nhìn chung là cũng tạo cái vùng xe quay quanh đây thôi à, cũng không có, có á, giảm sâu hơn nữa cho nên là có thể mình tạm thời mình trading ngắn hạn với vùng này nhưng mà ưu tiên nếu mà STB và và chứng khoán và ngân hàng thì chúng ta sẽ ưu tiên chứng khoán hơn tại vì đã có sự bứt phá rồi, xác nhận xu hướng rồi, còn ngân hàng như STB vẫn còn dàn co. Một ngân hàng nữa và tích cực đó là mình có thể mình cân nhắc đó là ACB, ACB về à, về các chỉ số của ngân hàng rất là, rất là tích cực ha. Đó, gần um, như là một trong những chỉ số chỉ số tốt nhất trong trong nhóm ngân hàng thì á là đây acb thì cũng có những cái cái nhịp điều chỉnh vừa qua đó, và rung lắc cổ phiếu này nhìn chung là thanh khoản đoạn này cũng khá là thấp sẽ có một cái vùng dàn co bên đây đó, Mới góc độ đầu tư thì mình có thể mình mình canh những cái phun rung về nền quanh 24 mà mình canh mình dễ ngân vào giao dịch từ 24 đến 26 thì đó là cái biên giao dịch đối với ACB trong ngắn hạn đó còn mạnh hơn xu hướng mạnh hơn thì cần phải chờ những cái sự bứt phá và hình thành xu hướng thì mình mới mới có thể tham gia giao dịch được đó. thì đó là về về ACB rồi uh, tiếp theo thì uh, chúng ta sẽ nói về cái cái update về danh uh, mục đầu tư và review và update về cái danh uh, mục cổ phiếu mà mình theo dõi cổ phiếu chiến lược của mình thì ACE uh, trong ngân hàng và chứng khoán thì mình đã cập nhật update thêm và và mình có thể cân nhắc mình giao dịch thêm ở cổ phiếu này uh, ngoài ra BVS thì cập nhật một số cổ phiếu mà mình đã đã khuyến nghị và cũng như là đã uh, cập nhật ở những video lần trước thì uh, BVS thì giữ được cái nền của anh 24 này. Tuy nhiên là cái nhịp hồi này cũng khá là yếu và tạo cây nến hôm nay là uh, cây nến Doji Doji biểu cũng khá là xấu cho nên nếu mà uh, BVS tạm thời mình uh, bán và mình chờ điều chỉnh chờ những tín hiệu uh, nhịp chỉnh tiếp theo thì mình vào là sao? Uh, tín hiệu hiện tại thì hồi nhưng mà tạo cái nến Doji cũng khá là xấu ha thanh khoản nghiệp hồi này cũng khá thấp cho nên tạm thời mình mình sẽ sẽ đóng vị thế và mình chờ uh, tín hiệu tốt hơn là tham gia một số mã đầu tư công lycozy nè nó cần một thời gian tích lũy ha đang có vùng tích lũy rồi Đó, thì cũng trading trong biên hẹp như uh, như thường như thường lệ thôi ha như những mã trước rồi uh, lycozy như uh, um, vcg um, này vcg cũng đang vùng dần co nè đa phần là SCN đó, thì đa phần cũng những cổ phiếu này đang trong vùng dần co đó. Uhm, thép thì hòa à, phát hòa à, phát thì hiện tại ha, nếu mà, mà giao dịch hòa phát á, thì hiện tại có thể test quanh vòng 19 năm đến 20 mình có thể tham gia giao dịch được à, cơ bản thì nếu mà bất động sản khởi sắc hơn thì nhu cầu về ngành thép cũng trở lại và ngoài ra cái nhu cầu về đầu tư công cũng cũng túc đẩy cho cái cái đầu ra của sản phẩm thép và uh, hòa phát cũng tạo nền quanh vùng 19 5 20 cũng rất là chặt rồi. À. Nên vùng này vùng nếu mà canh chỉnh thì mà mua cũng rất là an toàn không không rủi ro không có cao đối với giao uh, dịch hòa phát uh, ở ở trong vùng này. Nam kim thì đây nam kim thì uh, xu hướng cũng tương đối á. dàn co quanh vùng này. Đó. Uh, hiện tại thì chờ thêm thời gian để mà mà quan sát thêm đi cũng không 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 được khỏe để giao dịch BLC là hôm nay rất là khỏe nè hôm nay có sự sự bước phá nè vẫn duy trì một trên tăng cổ phiếu mình cập nhật rất là nhiều ha thì khi mà BLC hiện tại lên tạo nền lên tạo nền thì chờ phiên tăng chờ những phiên rung lắc tạo nền quay quanh vùng trở à, lại quanh nền quanh cái vùng là tầm 30 <laughs> 32.5 nó 33 thì mình có thể mình giải ngân và mình giao dịch à, theo cái xu hướng của của BLC à, còn HT1 và HT1 cũng tương tự là mấy mã cầu tư công khác là tạo nền và cần thời gian tích lũy lũy nhiều hơn IDC IDC cũng là trong một tích lũy thì á à, review qua cái danh mục này thì chúng ta sẽ thấy là à, ngân hàng và chứng khoán đang có những cái 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 động thái để mà mình gọi là những cái vùng để mà mình có thể thiết lập vị thế nè chờ rung lắc mình thiết lập vị thế BLC à, cũng khỏe và mình có thể chờ những cái nhịp rung lắc mình thiết lập vị thế và hòa phát thì tổng kết lại là trong cái danh mục theo dõi của mình thì có hòa phát BLC à, và cổ phiếu ACB, STB và VCI là những cổ phiếu mà mình có thể à, canh những cái nghiệp rung rắc mà mình thiết lập vị thế thì hiện tại còn những cổ phiếu kia à, những phiếu quý còn lại thì mình chờ thêm vẫn trong cái danh sinh mục uh, theo dõi của mình nhưng mà chờ rung rắc về những cái cái vị thế những cái vùng hỗ trợ tốt hơn để mà mình tham gia uh, mình giao dịch mua vào và chủ yếu là giai đoạn này cũng là trading uh, trading trong cái biên hẹp thôi trong ngắn hạn thôi đó um, là chủ yếu chứ thị trường thì cơ bản thì cũng chưa chưa có lên lập tức ngay lập đưa, được, được sẽ lên nhưng mà lên trong cái sự dằn co lên trong nghi ngờ lên vừa lên rụng lắc và mình kỳ vọng là nếu mà mà cái quá quý hai sắp tới đây á, sẽ có những cái nhịp rung lắc mạnh hơn thì đó là cơ hội để mà mà mình mua mua vào mạnh hơn trong trong thời gian tới và thị trường thì cũng có thể sẽ rung lắc nhưng mà về cơ bản nó là những cái cái yếu tố xấu nhất những cái khó nhất đã đã qua rồi và mọi người cũng sẵn sàng với tâm lý là là thị trường sẽ bắt đầu cái chu kỳ hồi phục và chu kỳ tăng trong trung hạn là hồi phục trong trung hạn đã bắt đầu rồi cho nên là mình đợt này thì mình có thể tự tin và lạc quan hơn trong trong cái 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 giao dịch của mình thì đó là là những cái cái thông tin về thị trường thì tóm tắt lại á thì uh, trong tuần này thì uh, nói chung là lãi suất thì cũng thế giới thì chủ yếu là thông tin lãi suất thôi cũng kỳ vọng là đã dần và có thể là sắp sẽ đạt đỉnh trong uh, có thể quý này hoặc là là chậm nhất là quý sau sẽ đạt đỉnh uh, rồi um, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trái phiếu liên quan đến trái phiếu á, thì cũng đã có những cái thông tin à, những cái kỳ vọng về cái cái sửa đổi thông tư 16 để kỳ vọng thôi cũng chưa có ở chính thức nhưng mà cũng đâu đó sẽ giúp tâm lý nhà đầu tư à, tích cực à, trong thời gian tới và, và và cuối cùng thì về cổ phiếu thì ngân hàng chứng khoán là mọi người có thể chú ý và giao dịch trở lại được và một số cổ phiếu mà đang trong list cổ phiếu trong trong vùng có mua là họ à, có thể cân nhắc là tham gia vị thế đó là hoa phát và B, BLC chờ điều chỉnh để mà mình mình tham gia thì đó là là, là những nội dung mà à, trong cái buổi à, nhận định về buổi cập nhật và nhận định thị trường ngày hôm nay thì à, trước khi mà kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì mình cũng xin ít phút giới thiệu là hiện tại thì mình cũng có những room tư vấn hỗ trợ anh chị nhà tư về cái thông tin thị trường và khuyến nghị cổ phiếu và cập nhật liên tục trực tiếp thì anh chị có quan tâm thì có thể vào trang finasac.vn một quản trị và và để lại cái thông tin cá nhân của mình bên dưới thì chọn chuyên gia tư vấn là phát lê thì sẽ có đội ngũ finasac hỗ trợ liên hệ anh liên hệ và hỗ trợ anh chị vào các room tư vấn đến đây thì video những Uh, video nhận định uh, thị trường của mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.